Không còn huấn luyện viên Park, Việt Nam vẫn nhận tin vui để bảo vệ huy chương vàng SEA Games. Mới đây, bóng đá Việt Nam vừa đón nhận thông tin cực vui tại SEA Games 32 từ ban tổ chức, giúp kế hoạch bảo vệ tấm huy chương vàng giành giá thêm phần thuận lợi. Theo đó, ban tổ chức SEA Games 32 cho biết, cầu thủ quá tuổi tiếp tục được sử dụng trong thành phần lực lượng tham dự môn bóng đá nam. Trước đó, ở hai kỳ SEA Games gần nhất, các đội tuyển được phép sử dụng quá tuổi với U22+2, SEA Games 30, hai cầu thủ trên 22 tuổi và U23+3, SEA Games 31, ba cầu thủ trên 23 tuổi. Các cầu thủ quá tuổi thể hiện tầm quan trọng rất lớn và gia tăng sức mạnh đáng kể cho đội hình mỗi đội tuyển. Ở SEA Games 32 tới đây, U23 Việt Nam sẽ không còn sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo, nhưng chắc chắn những cầu thủ quá tuổi vẫn sẽ đóng vai trò quan trọng, hứa hẹn giúp chúng ta thêm phần tự tin để bảo vệ thành công tấm huy chương vàng bóng đá nam. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!